Chương 2. Đăng ký thuế. Điều 21. Đối tượng đăng ký thuế. 1. Tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh. 2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. 3. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay. 4. Tổ chức cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế. Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế. Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đầu tư. 2. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh, hoặc hộ gia đình cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay. 4. Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. 5. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.